Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 2 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ chủ trì và phát biểu tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6. Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử. Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Bộ Công an khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp và quản lý căn cước công dân bằng hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên tặng thiết bị vật tư y tế phòng dịch COVID-19 cho thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 6 khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thay mặt Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 2 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, từ cuối tháng 1 đến nay, mặc dù dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh tại một số tỉnh thành phố, nhất là ở Hải Dương, địa phương giáp danh với tỉnh, nhưng nhờ sự huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện quyết liệt các biện pháp, nên công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát tốt. Tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ngay từ đầu năm. Tính chung, 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,12% so với cùng kỳ năm trước. Toàn tỉnh thu hút thêm 6 dự án đầu tư, hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp được triển khai hiệu quả, thu ngân sách đạt trên 2.540 tỷ đồng, đạt 19% kế hoạch. Các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu được triển khai thực hiện tốt, công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo. Tình hình tai nạn giao thông được kiểm soát. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng báo cáo về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bên tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình đoạn qua tỉnh Hưng Yên. Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên đoạn địa phận tỉnh Hưng Yên. Tiếp đó, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với tinh thần khẩn trương, tích cực, đến nay việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử của các cấp trong tỉnh được thực hiện kịp thời. Ủy ban bầu cử các cấp đã thành lập các tiểu ban và tổ chuyên môn giúp việc. 100% các đơn vị cấp huyện, cấp xã của tỉnh đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần và số lượng người ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, y tế, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 mà các cấp ngành địa phương trong tỉnh đã đạt được trong 2 tháng đầu năm 2021. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy cần chủ động tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh, xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch song song với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. COVID-19 là không phải chưa đến Hưng Yên, mà COVID-19 đã đến Hưng Yên. Nhưng đến nay thì rất mừng là những tín hiệu tốt hơn về phòng chống dịch COVID-19 và những kết quả đạt được trong hoàn cảnh chung của tỉnh Hải Dương, số bệnh nhân tăng lên ở Hải Phòng, Quảng Ninh là những tỉnh giáp danh liền kề như chúng ta là giữ mãi con số 2 đến giờ phút này.
Ngày mai là sẽ thực hiện dỡ phong tỏa, là hết hai huyện giãn cách xã hội. Chúng ta vẫn phải luôn luôn xác định về mặt ý thức là COVID-19 đã đến thăm Hưng Yên, nhưng có thể sẽ tràn vào Hưng Yên nếu chúng ta chủ quan. Vấn đề COVID-19 nó không đơn thuần là vấn đề an toàn về y tế, an toàn về xã hội, mà đây còn là vấn đề sống còn trong phát triển kinh tế. Cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, các địa phương cần nắm chắc tình hình cơ sở, dư luận của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, giải quyết các vụ việc nổi cộm, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng phương án tổ chức bầu cử cho khu vực có dịch COVID-19, tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác bầu cử tại các địa phương, đảm bảo theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của nhân dân. Sáng nay, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự tại điểm cầu Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Theo đó, đại diện Bộ Ban ngành Trung ương hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp như Thông tư số 01 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Một số nội dung cơ bản của Hội đồng Bầu cử Quốc gia hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Qua đó, các địa phương trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, bám sát các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, các quy định của pháp luật, các kế hoạch triển khai hướng dẫn về công tác bầu cử để tập trung nghiên cứu, triển khai tốt công tác bầu cử trên địa bàn. Hội nghị cũng đã dành thời gian tập trung trao đổi thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác bầu cử, một số đề xuất kiến nghị của các địa phương về những khó khăn vướng mắc cho công tác bầu cử cũng được các cơ quan trung ương có liên quan giải đáp trực tiếp. Chiều nay, Bộ Công an tổ chức lễ khai trương trực tuyến hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo. Sự tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc lễ khai trương, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân khi chính thức được đưa vào khai thác sẽ có tác động tích cực đến nhiều mặt của đất nước, giúp giảm chi phí giấy tờ, giảm thời gian xác minh và đi lại cho công dân, giảm ngân sách nhà nước khi xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và việc lưu hồ sơ. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hệ thống quan trọng nhất trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ xây dựng chính phủ điện tử. Từ dữ liệu dân cư, người dân không phải mang bất kỳ loại giấy tờ, cắt giảm chi phí in tài liệu, cán bộ thu nhận không phải đánh máy nhập liệu, tiết kiệm thời gian cho cán bộ thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Đối với hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, để phục vụ việc triển khai việc cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip, Bộ Công an ban hành Thông tư số 06 ngày 23 tháng 1 năm 2021 quy định về mẫu thẻ căn cước công dân. Thẻ căn cước công dân có nhiều điểm mới so với thẻ căn cước cũ, trong đó đáng lưu ý là việc bổ sung chip điện tử mã QR code phục vụ tích hợp các thông tin liên quan, đồng thời thay thế việc lấy vân tay phẳng bằng vân tay lăn, nhận dạng khuôn mặt phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng tàng thư phòng chống tội phạm.
Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông báo tóm tắt kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 23 và 24 tháng 2 năm 2021. Để thực hiện thành công mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu kết thúc phong tỏa xã Yên Phú và giãn cách xã hội tại huyện Yên Mỹ và huyện Quái Châu từ 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2 năm 2021. Hướng dẫn nhân dân tiếp tục tự theo dõi sức khỏe và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K. Tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát người ra vào tỉnh tại các điểm giao thông tiếp giáp với các tỉnh khác, nhất là tỉnh Hải Dương. Thực hiện chốt chặt các tuyến đường huyện, đường xã, các đường ngang, đường tắt sang tỉnh Hải Dương để kiểm soát nghiêm ngặt người từ Hải Dương vào Hưng Yên và từ Hưng Yên sang Hải Dương. Duy trì hoạt động 24/24 giờ các chốt kiểm soát tại các đường rẽ từ đường quốc lộ, đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình vào địa bàn huyện, thị xã, thành phố nhằm thực hiện hiệu quả việc kiểm soát phòng chống dịch, đồng thời không cản trở lưu thông hàng hóa. Dừng các chốt kiểm soát khác giữa các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đồng ý chủ trương triển khai các cơ sở cách ly tập trung cấp tỉnh tại trường Đại học Thủy lợi, cơ sở Phố Hiến tại huyện Tiên Lữ, trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Lốt và trường Hải quan Việt Nam tại huyện Yên Mỹ. Sở Y tế tiếp tục đề xuất với Bộ Y tế phân bổ vaccine ngừa COVID-19 cho tỉnh để thực hiện tiêm phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tiêm vaccine cho toàn bộ người dân tỉnh Hưng Yên, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị liên quan căn cứ tình hình dịch bệnh, chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh việc cho học sinh đi học trở lại và đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch trong nhà trường, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước 12 giờ ngày 26 tháng 2 năm 2021. Sở Y tế tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh đối tượng phải xét nghiệm SARS-CoV-2 khi vào tỉnh làm việc, đảm bảo chỉ xét nghiệm các đối tượng cần thiết, tránh lãng phí. Chiều qua, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trao tặng một số trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 do các công ty doanh nghiệp tài trợ cho thành phố Hưng Yên với trị giá hơn 1 tỷ 500 triệu đồng. Các trang thiết bị gồm 20.000 sản phẩm Lifebuoy sát khuẩn do công ty Unilever tài trợ và 10 thùng khẩu trang y tế, 10 thùng nước sát khuẩn do Tổng Công ty Dược Việt Nam tài trợ. Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên biểu dương thành phố Hưng Yên đã làm tốt công tác phòng dịch. Đến nay vẫn chưa có ca bệnh lây nhiễm tại cộng đồng. Hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến rất phức tạp nên thành phố cũng không được chủ quan mà luôn trong tư thế chủ động, nếu xảy ra dịch thì có phương án xử lý. Trong bối cảnh học sinh phải nghỉ học để phòng chống dịch bệnh, học trực tuyến là giải pháp tình thế, giúp cho các em học sinh duy trì nền nếp học tập, không bị lãng quên kiến thức. Tuy nhiên, hình thức học tập này cũng có nhiều bất cập. Triển khai học trực tuyến, giáo viên và học sinh có thể làm việc tại nhà, không cần tập trung đông người, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh. Đồng thời, hình thức học tập này giúp học sinh duy trì nền nếp, thói quen học tập, không lãng quên kiến thức nếu nghỉ học dài ngày. Có thể là giúp cho bọn em có những cái kỹ năng tốt hơn trong việc học online, ví dụ như là sử dụng trình chiếu PowerPoint hoặc là những cái kỹ năng mềm ở việc sử dụng máy tính, những cái thiết bị di động trong thời đại công nghệ. Bọn em có thể là sẽ lưu lại được những cái video mà các cô đã dạy và sau khi mình xem lại những cái video đấy, mình có thể mình hiểu hơn. Khó khăn lớn nhất khi học trực tuyến là thiết bị hỗ trợ như máy tính, điện thoại, internet. Chất lượng đường truyền chưa ổn định, tình trạng bị thoát ứng dụng diễn ra thường xuyên. Bên cạnh đó, so với học trực tiếp trên lớp, việc quản lý học sinh cũng gặp nhiều khó khăn. Học trực tuyến thì chắc chắn là không thể hiệu quả bằng dạy trực tiếp trên lớp. Trong một giờ, tôi cũng không thể quan sát từng học sinh là bài đấy học sinh làm như thế nào, có tập trung vào học hay không. Đối với học sinh bậc tiểu học, học trực tuyến lại càng bất cập hơn. Mới đây, thành phố Hải Phòng đã quyết định dừng học trực tuyến đối với khối lớp 1, lớp 2 và nhận được sự đồng tình bởi các em nhỏ tuổi dễ bị sao nhãng nên cần sự giám sát của cha mẹ. Học sinh được nghỉ nhưng cha mẹ vẫn đi làm, sắp xếp thời gian học không hề đơn giản. Ngày bố mẹ thì phải đi làm nên là không có thời gian kèm và quản lý con.
Thứ hai nữa là về cái lứa tuổi các bạn này còn quá nhỏ, nên là có học trực tuyến thì không hiệu quả cho lắm. Học trực tuyến là giải pháp phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cần có sự nghiên cứu tổ chức học tập phù hợp với từng đối tượng học sinh. Chương trình thời sự xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bà con nông dân của huyện Phù Cừ đã xuống đồng gieo cấy vụ lúa xuân 2021. Đến nay, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành các diện tích gieo cấy. Vụ lúa xuân năm 2021, huyện Phù Cừ có kế hoạch gieo cấy hơn 3.600 ha, trong đó có 540 ha gieo thẳng, tập trung vào các giống lúa chủ lực như Nếp Thơm Hưng Yên, VNR20, Hà Phát 3, ADI68. Tính đến hết ngày 23 tháng 2, toàn huyện đã gieo cấy được khoảng 98% tổng diện tích, trong đó có 4 xã đã hoàn thành gieo cấy 100% diện tích, gồm Minh Tiến, Tiên Tiến, Phan Xào Nam và Minh Tân. Chậm nhất là các xã Nguyên Hòa, Tống Chân, Tam Đa, Đình Cao cũng đạt từ 85 đến 95% diện tích. Với tiến độ này, huyện Phù Cừ sẽ hoàn thành vượt kế hoạch gieo cấy toàn bộ diện tích vụ lúa xuân năm 2021 xong trước ngày 28 tháng 2. Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng về gà thịt chất lượng cao, anh Phan Giang Đông, thôn Yên Trung, xã Việt Hòa, huyện Khoái Châu chuyển từ nuôi nhốt trong chuồng sang mô hình nuôi gà di thả vườn cho hiệu quả kinh tế cao. Với 3.000 con gà ri lai, anh Đông nuôi theo phương thức thả vườn, phù hợp với điều kiện của địa phương, phát huy được lợi thế cả về chất lượng và trọng lượng như thịt vàng thơm, gà đẻ trứng đạt từ 165 đến 170 quả trên một con một năm, trọng lượng từ 1,9 đến 2 kg trên một con trên 70 ngày tuổi, sức đề kháng tốt, dễ nuôi, giá từ 60 đến 80.000 đồng trên 1 kg. Gà ri là giống gà săn chắc, tù chăn thả hay nuôi nhốt thì lượng mỡ rất thấp, nhờ đó mà gà ri rất được ưa chuộng trên thị trường. Đặc điểm của gà ri là chống chọi với các loại bệnh và phù hợp với cả hai hình thức là chăn thả hoặc nuôi nhốt. Cái giống thì rất chi là khỏe. Mình cứ làm đầy đủ vaccine này. Xong đó này thi thoảng mình cho thuốc phòng thuốc thì tôi thấy là tôi nuôi 3, 4 năm nữa rồi nhưng mà thấy nó cũng không có cái dịch bệnh gì cả. Mà cảm thấy là cũng rất chi là tốt. Đấy, mà chất lượng gà thì ai cũng khen là gà ngon. Mô hình chăn nuôi gà thả vườn Ri Lai được huyện Khoái Châu triển khai hỗ trợ giống cho 5 hộ của 4 xã với 10.000 con. Vào khoảng 7 giờ sáng nay, trên đường tỉnh 379 đoạn km 6 800, xã Hưng Long, huyện Văn Giang giáp với địa phận xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu và xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đã xảy ra tai nạn giữa xe container với 2 xe ô tô tải và xe ô tô con 4 chỗ. Xe ô tô con mang biển kiểm soát 30N2865 và xe tải mang biển kiểm soát 89T22842 đang đi cùng chiều theo hướng Hà Nội Khoái Châu thì va chạm với xe container. Theo thông tin ban đầu, chiếc xe container đầu kéo biển kiểm soát 15T19425, biển kiểm soát 15R10788 đi hướng Khoái Châu Hà Nội. Nguyên nhân ban đầu do lái xe container buồn ngủ đánh lái rồi va chạm với xe ô tô tải đi ngược chiều, sau đó đâm vào xe ô tô con 4 chỗ. Do va chạm mạnh, chiếc xe ô tô con đã bị nát phần đầu, gãy trục trước và hông xe bên trái. Vụ va chạm mạnh khiến cả hai xe cùng văng xuống tuồng, đầu xe nát vụn. Rất may, lái xe ô tô con 4 chỗ chỉ bị thương nhẹ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hướng dẫn đối với người quản lý khu nhà, chung cư cho thuê, người cho thuê căn hộ chung cư. 1. Cung cấp cho người thuê căn hộ thông tin liên lạc, tên, số điện thoại của người quản lý khu nhà, chung cư cho thuê, người cho thuê căn hộ chung cư để liên lạc khi cần thiết. Thông tin liên lạc của ban quản lý, ban quản trị, ban đại diện chung cư. 2. Yêu cầu người thuê căn hộ cam kết thực hiện đúng các quy định, khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và quy định của chung cư đối với cư dân. 3. Yêu cầu người thuê căn hộ vệ sinh căn hộ, thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày và đổ đúng nơi quy định. 4. Yêu cầu tránh tụ tập đông người tại căn hộ cho thuê. 5. Yêu cầu người thuê căn hộ khai báo tạm trú. 6. Yêu cầu người thuê căn hộ nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 cần 1. Thông báo ngay cho người quản lý, người cho thuê, ban quản lý nếu có.
2, gọi điện cho cơ quan y tế địa phương hoặc Bộ Y tế, điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn. 3, đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị. 7. Nếu phát hiện người thuê căn hộ đi từ vùng có dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế hoặc thuộc diện phải cách ly tại nhà, nơi cư trú thì phải báo ngay cho cơ quan y tế địa phương hoặc Bộ Y tế, điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn. 8. Thường xuyên liên lạc với người thuê căn hộ, ban quản lý, ban quản trị, ban đại diện chung cư và cơ quan y tế địa phương nếu cần để có các biện pháp xử trí kịp thời khi cần thiết.